Dạ con xin phép chào bà. Chào em gái. Dạ. Chào cậu. Dạ. Bà có thể giới thiệu bà tên gì? Lê Thị Diệp. Bà Diệp là quê ở đâu đây? Ở Đồng Nai. Bà phường Tân Thạnh. Khu phố 2, số nhà 197. Dạ. Hôm nay bà về đây cùng với ai đây bà? Dạ con là cháu ngoại của ngoại. Cháu ngoại. Dạ, vậy là hôm nay hai bà cháu về đây. Nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ đúng không ạ? Giúp đỡ. Bà nhờ giúp đỡ chuyện gì đây bà? Giúp đỡ đi tìm dùng đứa cháu ngoại. Cháu ngoại? Ừ. Vậy ba mẹ của cháu ngoại của bà đâu? Ba nó bỏ mẹ con nó nay mười mấy năm rồi, có vợ có con khác rồi, cũng như là thâu luôn rồi. Dạ. Rồi còn mẹ bây giờ cũng có chồng khác, nó ở với tôi từ nhỏ rồi. Vậy là cháu ngoại của bà là ở với bà từ bé tới giờ. Ừ. Cháu ngoại của bà họ tên đầy đủ là gì? Như Hữu Giàu. Như Hữu Giàu. Dương. Dương á. Vương. Ừ. Dương Hữu Giàu. Vương Hữu Giàu. Ừ. Giàu nghèo đúng không ạ? Ừ. Dạ. Cháu ngoại của bà năm nay là nhiêu tuổi rồi bà? 18 tuổi. Mẹ đã sinh ngày 30 tháng 9 năm 2006. Dạ, 18 tuổi. Sao cháu nó bỏ đi đây? Thì nó quen ở trên mạng á, nhưng mà mình không biết gốc gác người ta ở đâu, không biết người như thế nào. Mà nó quen nay cũng 3-4 tháng rồi. Ban đầu thì nó rủ đi uống cà phê, đi chơi, đi gần 2-3 tiếng rồi tôi cũng rầy bằng ngày á. Dạ. Rồi riết rồi cái đêm mà 28 tháng 9 á, nó đi đêm tới 9 giờ mấy về, cái tôi rầy tôi la á, rồi cái bỏ đi luôn. Rồi ở lối sớm người ta mới chạy, người ta vô người ta kêu tôi tới, mà tôi tắt đèn ở ngoài trước hết. Rồi tôi chỉ chừa cái đèn ngủ ở trên nhà trên thôi. Cái người lối sớm người ta vô người ta kêu, người ta nói là chị ba, chị biết gì, chị nghe gì không? Tôi nói không gì. Bây giờ ai chở nó đi rồi mới đi xì rồi. Yeah. Rồi cái tôi còn cãi, mà tôi nói nó mới ngồi thiền. Rồi người ta cũng mới la rầy nó đó, rồi ta tưởng là nó còn vậy. Ý tôi không tin họ nói vậy, cái tôi biết vậy tôi ra tiền tôi kêu bá giàu kêu 2-3 tiếng rồi không nghe ơi. Rồi cái người đó nói tôi thấy chở đi ngang nhà tôi rõ ràng, tôi mới vô tôi cho chị hai á. Yeah. Rồi ra đi mất tiền, ra đi đêm 28 tại 28 tháng 10 hả bà? Tháng 9. 28 tháng 9 vậy là hơn 1 tháng trời rồi. Dạ đúng rồi. 1 tháng mấy ngày rồi. Bà là ở đông người không bà? Nhà mình nhiều thành viên không? Tôi với hai thằng con trai tôi, mà hai thằng con trai tôi nó làm cái ngành hồ là với ông này nữa, là vợ mấy đứa này, mà ổng bệnh não, ổng cũng ngơ ngơ. Yeah. Rồi hai thằng cậu nó đi làm ở ngoài Bình Thuận nữa, đi làm hồ á, thầu lãnh đâu thì mình đi theo đó. Yeah. Làm ở ngoài Bình Thuận, bởi vậy nó dựa vô cái chỗ mà không có cậu nó ở nhà. Rồi cái rồi giấc sáng á, cái đêm đó là nó đi đêm 28 tháng 9 á, tôi ngủ không được. Tôi tức mà con cháu vậy á. Cái sáng đó khuya đó 4 giờ cái tôi thức rồi, tôi đi ra đường, cái kế phòng trọ, nhà tôi cũng kế phòng trọ đó. Cái tôi nói cho vợ chồng con nhỏ phòng trọ nghe. Tôi nói với dọn đi hôm rồi. Cái ông mà ở phòng trọ ông nói vậy nè, đi một hôm con thấy có người nhút rét ở cái căn nhà của dì đó. Dạ. Chứ ngó trong nhà dì rét à. Rồi con bên đây rồi con ra ý rồi họ làm gì. Ai ngờ ra là nó làm mà 9 giờ mấy rồi, giờ tôi cũng phá cửa cổng lại rồi. Tôi chỉ ra cửa nhà tôi chỉ khép thôi, tôi để một chút nó vô. Ai ngờ tôi ngồi trong nhà tôi cũng rầy nó. Tôi nói con gái định đi đêm, lỡ có chửi có nhét rồi mẹ mày nó không có quan tâm tới mày rồi, quậy quậy già rồi, quậy còn sống quậy nói con. Bữa rầy bữa la con chứ bà chết rồi đâu có ai mà rầy la rầy con đâu, tôi nói mà tôi khóc. Dạ. Cái ai ngờ đâu quải cái là nó leo rào đi bên. Dạ. Có bức tiền tới bên nhà đó nó đi rồi, họ mới vô họ kêu là thấy có người chở tối gì người ta không biết là trai hay gái đó, chở chạy ngang tao vô cho tôi hai. Dạ, con xin phép bà là cho con được chuyện trò với cháu của bà nhé. Em có thể giới thiệu em tên gì? Dạ, em tên là Dương Hoàng Giang, em sinh năm 2000, năm 24 tuổi ạ. Giang ha. Dạ. Giang là mối quan hệ như thế nào với em trong hình? Dạ, em là chị ruột của nó, là chị hai của chị em. Hai. Chị ruột đúng không? Dạ. Em được mấy anh chị em? Dạ,
Dạ bốn ạ. Bé đó là bé Út, còn hai người là anh trai là chính giữa. Hiện tại bây giờ là em đang ở đâu? Dạ em đang ở trên quận 6 á, ở trên thành phố của mình. Vậy là trong thời gian vừa rồi em đâu có ở gần với em của em đâu đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Vậy là gia đình bên ngoại báo tin cho em dạ, biết rồi. Là em xuống em đi tìm. Dạ đúng rồi. Còn những cái thông tin để mà em cung cấp cho ngày hôm nay là em đâu có biết gì đâu đúng không? Dạ, em chỉ được nghe ngoại kể lại rồi nọ là. Hai chị em có hay thường xuyên tâm sự với nhau không? Dạ cũng có, này nọ nhắn tin trên Facebook đồ này nọ. Nhưng mà bé nó không chia sẻ về cái vụ quen bạn trên mạng. Em nhà mình là em gái đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà theo kiểu tomboy đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Em nhà mình có trong cộng đồng LGBT không? Theo như em nghĩ. Dạ chắc có. Có rồi. Dạ. Bởi vì anh nhìn cái phong cách đầu tóc thì anh đoán được cái sự việc có thể là em nhà mình là trong cộng đồng LGBT. Dạ. Cái tính cách của em nhà mình như thế nào em? Nó cũng im im làm lì lì, ít nói chuyện với người nhà lắm ạ. Sống có chia sẻ không? Dạ không, ít lắm ạ. Có ngoan ngoãn không? Dạ ngoan thì có, tại vì từ lúc nghỉ học tới giờ nó chỉ ở nhà với ngoại phụ việc nhà rồi thôi ạ. Chứ nó không có giao lưu với bạn bè hay đi chơi. Chỉ có là 2-3 tháng lần nay là quen gì đó trên mạng á, xong rồi bắt đầu là dẫn. Quen cái bạn kia là trai hay gái? Dạ con gái. Tại vì em cũng thấy nó con bé có nói chuyện với một bé gái kia. Nhưng mà nó ra là bạn bè rồi đó, gọi học chung. Rồi em cũng có chồng có con đó, bởi vậy thì cũng không có liên lạc nhiều, cũng không có hỏi nhiều. Chỉ biết như vậy thôi ạ. Em gái của em có bao giờ tâm sự với tất cả các anh chị em trong gia đình than phiền cái điều gì không? Dạ. Buồn bã hoặc là kinh tế hoặc là công việc như thế nào không? Dạ không ạ, đó tới giờ nó không có. Bao lâu thì gia đình nhà mình gặp nhau một lần, anh chị em đoàn tụ gặp nhau một lần? À, bé thì nó ở với hai thằng anh trai ở nhà ngoại. Còn em là như là lâu lâu thì có dắt hai đứa con của em về chơi thì cũng như 1-2 tháng gì đó thì về chơi bình thường ạ. Vậy là cái thời gian gần đây em đâu có biết được cái thông tin gì, đúng không? Dạ, tất cả các mối quan hệ bạn bè em đâu có biết được đâu. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Bà có thể chia sẻ cho con được biết rằng là cái thời gian gần đây có bạn bè của bé có hay đến nhà chơi không bà? Nó không có tới nhà. Nhưng không mà, nhà. Mà cái đêm đó theo người hàng xóm nói là có một người rình ở tường đó. Người rình. Rình nữa hả bà? Rình lúc đó đó. Cái tính cách của cháu nhà mình như thế nào đây bà? Cái tính tình á? Nó hiền không? Ngoan không? Nó hiền ngoan. Hiền ngoan hả? Nói nếu mà nó không quen cái tụi này là nó không có được cái gì hết. Vậy là cháu nhà mình hiện tại lúc chưa bỏ đi á là làm công việc gì? Nó cũng là tại vì nó chưa cái lúc mà nó đi là 28 cây là một cây á là mới tính đi xin chuyện làm ở Chi Hùng. Có làm hồ sơ rồi. Yeah. Rồi tính một tay là nó đúng mình là 18 tuổi. Rồi mới xin vô Chí Hùng mà mới đi 28 tay đi. Đi là mang theo những thứ gì đi đây bà? Mặc chỉ có bộ đồ với cầm theo điện thoại thôi, viết căn cước thôi. Có viết thư, viết từ hoặc là nhắn gửi gì không ạ? Không. Trước đó gia đình nhà mình có chuyện gì xảy ra không bà? Tất cả mọi người trong gia đình có gây lộn hoặc là như thế nào không? Không có gì hết. Mà tụi nó còn nghe tại nó quen cái tụi này nè. Quen những cái mối quan hệ đó là quen ở ngoài đi làm hay là quen trên Facebook đấy bà? Hay trên mạng xã hội? Quen trên mạng mà. Quen trên mạng. Quen trên mạng. Mà cái lúc đó nó ngầu nó nói chuyện với con bé đó, con bạn đó thì có nói là bây giờ con quen trên mạng nguy hiểm lắm con ơi. Quen nghe họ nói là bị quen trên mạng. Nó lừa đảo lắm. Cái nó dạ nhưng mà nói với con bé đó dẫn cái chuyện điện thoại. Trước giờ ngoại có cấm cháu mình yêu ai thương ai không? Không cấm, tại vì thấy là nó có quen ai đâu, nó không có bộ bạch chẳng tại tôi biết đó. Yeah. Nó nhà thôi mà bắt đầu mà nó quen lên mạng lên Facebook á, bởi vậy nó mới hư nó gì. Vậy là hơn một tháng nay là không có một cái tin tức liên lạc gì, điện không bắt máy được. Trời đất ơi, chỉ là đầu điện cũng bắt máy, không bắt máy. Ngoại đang lo sợ điều gì đấy ngoại? Bởi vậy đâu sớm người ta cũng nghe mấy người nhà kế bên người ta nói sợ tụi nó dụ thằng Giang rồi nó lừa nó bán. Bán qua cam hả? Ừ. Ngoại đang sợ vậy đúng không? Ừ. Bà nói một cái điều gì đó với cháu của mình, hy vọng cháu của mình xem được video này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Mời bà. Bây giờ bà gọi
lại với chị hai con đi lên ở trên Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải trên Bình Dương tìm kiếm con. Con coi cái clip này, con thấy con trở về với cậu, với hai cậu, cậu Đài, cậu Trường đi làm ở ngoài Bình Thuận á. Đầu cậu Đài về, cậu Đài nghe con đi, cậu Đài cũng buồn lắm. Cậu Đài cũng cặp mắt cậu Đài đỏ luôn mà không biết con đâu, kiếm cậu Đài điện con không bắt máy. Rồi mẹ cũng vậy, chị hai cũng vậy, hoài cũng vậy. Thôi con coi cái clip này nữa, con trở về đi. Không ai mà dạy ra con đâu, tại vì con cũng ngu khờ, con cái là người ta con đi. Không, con cũng đừng có đi luôn, con trở về đi. Quả đi kiếm con với chị hai đi kiếm con là ở trên Bình Dương á. Chị hai hãy nói một cái điều gì đó với em. Dạ ơi, cưng có thấy video này á thì cưng quay về nhà đi cưng. Ở ngoài bây giờ người ta lừa đọc dữ lắm cưng à. Về với ngoại với hai rồi là cưng có gì á, ngoại không có la gầy đâu, ngoại thương lắm. Cưng có thấy video này cưng mới về nhà nha cưng. Buồn đúng không? Bản thân em cảm thấy hôm nay về đây rất buồn. Nó khờ giống cơ. Bởi vì là mấy anh chị em nhà em là không được đầy đủ cái tình thương của cha mẹ. Thật sự anh cũng rất thương. Anh rất thương những cái hoàn cảnh như vậy em ạ. Nhưng mà bây giờ thì các em cũng khôn lớn, trưởng thành và có gia đình rồi, các em cũng có con rồi. Cũng như vậy cũng đã tuyệt vời rồi. Còn nhà em là tất cả các thành viên nào còn bởi em út là chưa có gia đình thôi đúng không? Dạ không, có mình em là có gia đình. À, mình em hai thằng trai và chế nó cũng chưa có gia đình. Hai anh của em là bây giờ hiện tại công việc có được tốt không? Dạ hai đó là hai đứa em của em. À của em là chị cả. Dạ đúng rồi ạ. Công việc ổn không em? Dạ ổn ạ. Đứa nào cũng đi, đứa thì theo cậu em đi làm. Thằng thì đi theo hồ. Cũng đi làm, còn bây giờ thì nó chưa tới 18 tuổi, một tay tết là nó 18 tuổi nè. Vậy là ba đứa em của em là đều ở nhà ngoại hết. Dạ đúng rồi. Ngoại lo cho hết hả? Dạ đúng rồi, từ nhỏ tới lớn luôn. Khổ thật. Vậy là trong cái thời gian mà từ trước tới giờ có bao giờ ba hoặc mẹ phải thăm các em không? Dạ tụi em chỉ có qua lại với mẹ thôi, còn ba của tụi em thì bỏ lâu lắm rồi, mười mấy năm nay rồi. Là không biết mặt luôn hả? Có biết mặt không? Em thì biết mặt, còn mấy đứa kia thì nhỏ, ổng bỏ đi lúc nhỏ quá thì tụi nó không biết mặt. Là không bao giờ thăm non gì hết luôn. Dạ đúng rồi ạ. Còn mẹ thì gần đấy hả? Dạ, mẹ em ở chợ với cha sao thì cũng ở gần. Thôi cố gắng em nha, mười dạ. Cây mười hoa mười nhà mười cảnh cuộc sống mà. Dạ, anh cảm ơn ạ. Em là em đang lo sợ nhất em của em sẽ gặp điều gì đây? Dạ thì giờ em thấy trên mạng xã hội rồi cũng lừa đọc dữ quá, em chỉ sợ là bé nó khờ quá rồi bị dụ bán đi qua cam rồi này nọ, gia đình thì cũng khó khăn đâu có tiền bạc gì đâu mà cứu rồi nọ, em cũng lo sợ điều đó. Vậy là em cũng đã từng xem và từng nghe những video cảnh báo cảnh giác về việc nhẹ lương cao. Dạ đúng rồi ạ. Tuyệt vời, như vậy là tuyệt vời rồi. Dạ. Tính ngoại mà ngoại còn biết mà. Ngoại còn biết về người ta lừa đảo đưa qua cam mà. Đúng rồi. Biết sao tôi ở dưới nhà chứ tôi cũng lấy điện thoại tôi rất lướt này mình thấy những hiệp sĩ cũng thanh thải với công trình rồi đó. Dạ. Yeah. Cũng cứu người ta. Dạ. Yeah. Ở dưới quê người ta cũng bỏ chồng lên Bình Dương muốn nhà trọ ở rồi tắm với người khác rồi chồng cũng đi lên chiếu. Dạ. Yeah. Ở nhà có khi tôi coi cả hai tiếng hồi. Cảm ơn ngoại. Phản cứng của anh em. Dạ thưa cô chú anh chị, thật sự đây lại tiếp tục một cái câu chuyện đi tìm người thân. Mà câu chuyện đi tìm người thân này rất đặc biệt bởi vì ngoại năm nay 72 tuổi, tóc thì bạc, lưng đã còng, có thể trong người cũng có một số căn bệnh sức khỏe không được tốt. Ngày hôm nay về đây cùng với một đứa cháu ngoại đi tìm cháu ngoại luôn. Nên rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả các cô chú anh chị xem cũng như là chia sẻ lan tỏa để hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cho gia đình của ngoại là sớm tìm được cháu về để đoàn tụ cùng với gia đình. Bởi vì hiện nay là cháu ngoại bỏ đi hơn một tháng trời, chưa có một cái tin tức gì. Mà trước khi đi đã đi theo một người phụ nữ, không biết cái người phụ nữ, cái người bạn kia, hoặc là có thể là ra ngoài gặp một người bạn khác có tốt hay không, hay lại có một cái kế hoạch gì đó mà để dẫn cho cái tình trạng cháu của bà là có thể là sập bẫy hoặc là làm cái công việc không tốt. Đó là cái điều mà gia đình rất lo lắng. Nên rất mong tất cả các cô chú anh chị xem thì cô chú anh chị có thấy em gái như trong hình ở đâu, cô chú anh chị gọi điện báo tin cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm kiếm cái thông tin cũng như là giúp em gái sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Hy vọng rằng em gái nếu em có xem được video này thấy ngoại của em cũng như là chị hai của em về đây để nhờ các anh các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương tìm em, thì mong rằng em đang ở đâu đó em phải sớm quay trở về với ngoại
với gia đình, với anh chị em. Nếu có một cái chuyện gì khó khăn khúc mắc thì cứ về nhà có gia đình, ngoài các cậu, các anh chị sẽ cùng với em để mà giải quyết cho em. Còn tới trường hợp, tới giờ phút này mà em có thể em bị sập bẫy việc nhẹ lương cao hoặc như thế nào đó mà em không thể về được thì em cũng phải gọi điện báo tin về cho gia đình để gia đình có cách có hướng để mà giúp em quay trở về đoàn tụ một ngày gần nhất nha em gái. Cái trường hợp của ngoại cũng như của em gái thì anh em ở đây là ghi nhận, các con ghi nhận cái trường hợp của bà rồi nhé bà. Sẽ cố gắng hết sức giúp bà cũng như gia đình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí nha bà. Bà yên tâm nhé. Thì hôm nay bà cùng với lại cháu ngoại về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm cháu. Bà và cháu ngoại của bà có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này, hình ảnh cháu của bà cũng như là thông tin câu chuyện của gia đình nhà mình lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm cháu ngoại về cho bà không? Bà đồng ý không ạ? Đồng ý. Em gái đồng ý không? Dạ em đồng ý ạ. Con thì con không biết nói gì hơn, thì con chỉ biết chúc cho bà là sống lâu trăm tuổi với con với cháu nha. Và cái điều đặc biệt là cháu ngoại của bà sẽ quay trở về một ngày gần nhất nha bà. Chúc em gái cũng như gia đình nhiều sức khỏe nha. Gia đình nhà mình cố gắng nha. Rồi con xin phép chào bà, chào em gái. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.